Mẹ Văn Đức phủ nhận chuyện con trai yêu Ngọc Nữ, cộng đồng mạng liền bóc phốt cả hai từng vào khách sạn. Mẹ vừa lên báo khẳng định Văn Đức độc thân, cư dân mạng không tin, tìm bằng chứng. Là một trong những nhân tố làm nên thành công của đội tuyển Việt Nam, Văn Đức không chỉ được các fan hâm mộ bóng đá yêu thích, mà ngay cả các chị em cũng cuồng nhiệt không kém. Với tính cách hiền lành ít nói, nhưng Đức vẫn được rất nhiều các fan nữ săn đón. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam cầu thủ lại dính nhiều tin đồn đang hẹn hò với Ngọc Nữ, top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2018. Trước những tin đồn về con trai mới đây, mẹ của Văn Đức đã lên tiếng khẳng định đó chỉ là tin đồn, Đức đã có người yêu đâu, bạn cùng quê nên hay chơi với nhau. Chuyện yêu đương thì bố mẹ không cấm cản, chỉ mong con chọn được người ngoan hiền. Mới 22 tuổi, Đức phải tập trung cho sự nghiệp. Thế nhưng tất cả chưa yên khi cư dân mạng lại đào mộ một bức hình được nghi là Văn Đức đi khách sạn với Ngọc Nữ. Bức hình được trích từ camera, mặc dù đã che mờ nhưng vẫn khiến cư dân mạng nghi ngờ Văn Đức đi cùng Ngọc Nữ vào khách sạn. Người nam đã đeo khẩu trang che mặt, nhưng qua hình vóc dáng, nhiều người cho rằng đó là Văn Đức. Từ đồ đạc trang trí trong căn phòng, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được địa điểm là một khách sạn ở thành phố Vinh, Nghệ An. Trước đó, mẹ của Văn Đức vừa phỏng vấn tiết lộ, nam cầu thủ vẫn đang độc thân, Ngọc Nữ và Văn Đức chỉ là bạn cùng quê chơi với nhau, bà vẫn mong con trai tìm được người ngoan hiền làm vợ. Trong khi đó, Văn Đức thì đang vi vu ở Sài Gòn nghỉ dưỡng vài ngày, và ngay sau đó quay trở lại tuyển để luyện tập cho giải đấu ASEAN Cup 2019 vào đầu tháng 1 tới đây. Nhưng lại có một bình luận cho rằng trái ngược với vẻ hiền lành, Văn Đức thực sự là một tay sát gái thứ thiệt. Thế chúng mày không biết phốt của Văn Đức à, trước có người yêu 4 năm ở quê, xong đợt đá ở Thường Châu xong. Là về chia tay chuyện người yêu ở quê luôn, ai hỏi cũng bảo không có người yêu, hiền lành ngây thơ trên báo lắm, nhưng dắt gái về sông Lam Nghệ An ai cũng biết, vậy nên hâm mộ trên sân được rồi. Lâm Tây đã đẹp trai, nhưng anh còn có cậu em trông như hot boy, em gái như thiên thần. Đặng Văn Lâm hẳn rất tự hào khi có em trai và em gái lai Tây đẹp như diễn viên điện ảnh. Ngay sau màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm bỗng trở thành cái tên được nhiều người hâm mộ tìm kiếm. Mọi thông tin về cuộc sống, gia đình, đời tư của Lâm Tây đều được người hâm mộ khai thác triệt để. Văn Lâm sinh ra trong một gia đình có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Cũng chính vì điều đó mà chàng thủ thành của đội tuyển Việt Nam sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng cùng chiều cao 1m88. Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp của Đặng Văn Lâm thuộc vào hàng cực phẩm. Trong gia đình thủ thành Văn Lâm, không chỉ có mỗi mình anh mang vẻ đẹp lai ấn tượng, mà anh còn có hai người em, một trai một gái. Cả hai đều sở hữu vẻ ngoài khiến người đối diện ngưỡng mộ. Em trai của Văn Lâm tên Đặng Văn Mạnh, em gái tên Thanh Giang. Em trai của Văn Lâm tên Văn Mạnh cùng sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và khuôn mặt rất nam tính, đẹp trai. Ngoại hình 1910 của Văn Lâm và em trai Văn Mạnh. Cả hai anh em khiến người đối diện ngã gục trước nhan sắc quá xuất sắc. Nếu Văn Lâm có khuôn mặt hiền lành ưa nhìn thì Văn Mạnh lại nam tính hơn hẳn. Tuy nhiên có một điều gây tiếc nuối là Văn Mạnh đã có bạn gái xinh như hot girl. Trong gia đình, Văn Lâm còn rất yêu mến và chiều chuộng cô em út trong nhà là Thanh Giang. Cô bé đáng yêu này hiện tại đã được 11 tuổi, sở hữu vẻ ngoài vô cùng duyên dáng và đáng yêu. Trên trang cá nhân, thủ thành Văn Lâm rất thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc anh hội ngộ cùng gia đình trong các kỳ nghỉ phép. Văn Lâm chụp ảnh cùng em gái Thanh Giang. Em gái út nhà Văn Lâm sở hữu khuôn mặt lai Tây cực kỳ xinh đẹp. Đây cũng là người được Văn Lâm yêu thương chiều chuộng nhất trong nhà. Anh còn tự tay sấy tóc cho em gái. Chị gái sinh đôi của nam em, bả còn con gái làm sao có bầu được. Sau những mâu thuẫn vì mối quan hệ, cả hai chị em song sinh này đã cải thiện tốt hơn và họ khá thoải mái khi nói về đối phương. Thời gian qua, cái tên nam em liên tiếp xuất hiện trên khắp các diễn đàn với những thông tin không mấy tích cực. Gần đây nhất, khi xuất hiện tại các sự kiện, cô cũng làm nhiều khán giả bất ngờ bởi ngoại hình ở hiện tại. Cô tăng cân thấy rõ và chính Hoa Khôi gốc Tiền Giang đang mệt mỏi vì vấn đề này. Việc cân nặng đi liền với những tin đồn rằng cô đang mang thai, điều này càng khiến công chúng hoang mang tột độ. Mới đây nhất, Nam Anh, chị gái song sinh với nam em đã có những chia sẻ trên trang Thanh Niên về những điều liên quan đến cô em. Trước những xôn xao về việc em gái mình mang thai, Nam Anh khẳng định, em xin xác nhận cái điều này là hoàn toàn không có. Bà Nam Em, bả còn con gái làm sao có bầu được quý vị ơi. Đồng thời người đẹp bước ra từ The Face cũng khẳng định tinh thần của em mình hiện đang rất tốt và Nam Em đang tích cực lấy lại vóc dáng như trước đây.
Dù là hai chị em nhưng Nam Anh tâm sự, thực tế họ như bạn bè của nhau. Mỗi khi gặp chuyện, cả hai đều tự cố gắng vươn lên và rất tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. Ngoài ra, Nam Anh cũng khẳng định mình không ngại bị mọi người so sánh với em gái, mà thay vào đó cô vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê, khẳng định hình ảnh với công chúng. Được biết hiện tại cô đã chia tay người yêu đồng giới và đang ở trạng thái độc thân. Vừa qua, chị em song sinh Nam Anh Nam Em khiến khán giả bất ngờ khi cả hai cùng xuất hiện chung trên truyền thông. Bởi lẽ thời gian trước đây hai chị em có mối quan hệ không tốt đẹp, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Đứng trước scandal của đối phương thì người còn lại gần như không có bất cứ phản hồi nào. Cũng như chính người trong cuộc từng chia sẻ rằng dù là chị em nhưng họ không can dự đến cuộc sống của nhau. Hai chị em đã lên Đà Lạt và cùng làm người mẫu cho show diễn thời trang của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Công Vinh, Văn Quyến và Anh Đức, một bức ảnh ba số phận khác nhau trên sân khỏ. Công Vinh, người hùng tỏa sáng trong AFF Cup 2008. Trong trận chung kết AFF Cup 2008, Việt Nam chính thức được xướng tên trên đấu trường danh vọng với cú đánh đầu của Công Vinh vào khung thành đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải vô địch bóng đá tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Thời điểm ấy, Công Vinh được coi là người hùng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ Việt. Sau thành công ở AFF Cup 2008, cái tên Công Vinh được nhắc đến nhiều hơn và sự nghiệp của anh cũng phất lên từ đó. Tối ngày 7 tháng 12 năm 2016, sau trận hòa 2-2 trước Indonesia và đội tuyển Việt Nam, dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016 do thua chung cuộc với tỷ số 3-4, Công Vinh đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Đầu năm 2017, Công Vinh chính thức nhận vai trò quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đội bóng này giành quyền lên chơi tại V-League 2017. Tối 2 tháng 5 2018, cựu tiền đạo bất ngờ đệ đơn xin từ chức sau hơn một năm giữ chức quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Vinh không chỉ có sự nghiệp mà còn có một cô vợ tài giỏi, con gái đáng yêu với khối tài sản khủng. Người hâm mộ nhắc đến chuyện tình cảm của anh và ca sĩ Thủy Tiên như một chuẩn mực để so sánh, thậm chí cặp đôi còn được ví von là cặp Bergvik của Việt Nam. Văn Quyến, từ cậu bé vàng của bóng đá Việt đến bại sản, Văn Quyến là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá Việt Nam. SEA Games 2005, anh được kỳ vọng giúp đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi. Nhưng vì một phút thiếu suy nghĩ, Quyến đã tham gia bán độ trong trận đấu với U23 Myanmar, tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình. Theo đó, nghe theo lời quốc vượng, Văn Quyến đã tham gia dàn xếp tỷ số, anh bị bắt và khởi tố cùng 5 người khác. Ngày 26 tháng 1 2007, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Văn Quyến 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Riêng VFF ra quyết định treo giò anh trong tất cả các giải, do liên đoàn tổ chức trong 4 năm, tính từ ngày 20 tháng 3 2007. Sau khi thời hạn 2 năm án treo kết thúc, Văn Quyến chính thức trở lại V-League 2009 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Cuối năm 2012, Văn Quyến chuyển sang Ninh Bình với mức lương khoảng 30 triệu đồng một tháng. Anh ghi 3 bàn ở cúp quốc gia giúp Ninh Bình vô địch và giải nghệ sau khi câu lạc bộ Ninh Bình giải thể. Anh Đức, người hùng trong AFF Cup 2018. Trong một thập kỷ chờ đợi, ngày 15 tháng 12 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã chính thức vô địch AFF Cup 2018. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu được lập công bởi tiền đạo Anh Đức với đường truyền kiến tạo của Quang Hải. Anh Đức năm nay 33 tuổi là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội tuyển Việt Nam, đá giải AFF Cup 2018. Đặc biệt, anh đã có vợ và hai con. Chân sút cùng thời với Công Vinh và Văn Quyến, cách đây 10 năm, nếu như Công Vinh có cú đánh đầu ngược trước Thái Lan, Văn Quyến có bàn thắng để đời sút tung lưới Hàn Quốc, thì Anh Đức chẳng có chiến thắng gì. Trong 3 cầu thủ năm ấy, tiền đạo Anh Đức là cầu thủ gặp nhiều khó khăn ở đội tuyển. Anh không thể cạnh tranh được với Văn Quyến khi còn trẻ, làm kép phụ cho Công Vinh lúc đã về già. Lúc này, cổ động viên Việt Nam tưởng sự nghiệp của Anh Đức sẽ mãi chật vật như vậy, thế nhưng phải tới 10 năm sau, anh mới thực sự tỏa sáng trên sân cỏ. Người ta nói rằng, thành công của tiền đạo Anh Đức giờ mới đủ độ chín mùi. Dù muộn nhưng có lẽ là sự chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn, cuối cùng anh đã không phụ lòng trong đời của 90 triệu dân Việt Nam.
Đặng Văn Lâm đoàn tụ cùng gia đình với vết thương dài trên lưng. Những hình ảnh đoàn tụ gia đình lớn trong một buổi tiệc chào đón thủ thành Đặng Văn Lâm về nhà sau khi cùng đồng đội giành cúp vô địch AFF Cup 2018 thu hút sự chú ý của công chúng. Bữa tiệc chào đón Đặng Văn Lâm trở về từ trận đấu khắc nghiệt về nhà luôn là đích đến của bất cứ ai trong chúng ta sau những cuộc chinh phục đỉnh cao. Dù thất bại hay thành công, chúng ta đều muốn trở về với gia đình. Gia đình luôn là chỗ dựa, là hơi ấm mà ta mong muốn ngã vào. Tối nay, Đặng Văn Lâm đã về nhà sau nhiều tháng lao động cực lực và đầy áp lực. Vết thương ngoài da cùng gánh nặng tâm lý của con sẽ bay đi khi gia đình và những người thương ở bên con. Dù có đi đâu, dù có ở nơi xa nào, con cũng luôn tin rằng gia đình luôn bên con và luôn mong con trở về Lâm nhé. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng chia sẻ ngày gia đình của mình đoàn tụ với thủ thành Đặng Văn Lâm, người đang khiến hàng triệu khán giả thổn thức. Hình ảnh bữa tiệc rộn rã tiếng cười và đầy niềm tự hào của gia đình Đặng Văn Lâm thu hút sự chú ý của công chúng. Những tấm ảnh gia đình quý giá, cư dân mạng bình luận, Đặng Văn Lâm đang trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều bạn trẻ. Đặng Văn Lâm với những vết thương trên lưng. Đây hẳn là những cô gái khiến nhiều người ganh tị. Đặng Văn Lâm trở thành người hùng vĩ. Với những cống hiến, hiện trang Facebook cá nhân của anh thu hút gần 500.000 người theo dõi.